tiếng vang lên, tâm đã vang lên, trận đấu được bắt đầu. Các chàng trai bên phía của trường cao đẳng FPT là những người giao bóng trước ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Tốc độ của trận đấu này đã được đẩy lên rất nhanh. Vâng, một thế trận và chúng ta đang thấy được rằng nó hoàn toàn khác so với lại trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Quả bóng không vào, thường không có một cái bóng áo cam nào để có thể đón nhận được chuyền của Quang Ngọc. Số 2 Quốc Việt đang có chiều cao tốt. Đây rồi, khống chế tốt. Ngay sau đó là một pha vào bóng hợp lý của các chàng trai bên phía trường cao đẳng FPT Polytechnic. Quang Ngọc, pha chuyền bóng của Quang Ngọc tuyệt vời, không được rồi. Vâng, vừa rồi là tình huống mà Duy Minh đã rơi vào bẫy Việt vị. Đây rồi, Văn Phi tiếp tục sẽ là được chuyền bóng vào. Lần này thì số 17 bên phía Đại học Huế đã không thành công với tình huống chuyền bóng vào dành cho đồng đội. Và đây là cơ hội dành cho cao đẳng FPT. Văn Đông, Văn Dương, pha chuyền bóng tốt dành cho vào bứt tốc của Văn Phi. Chuyền bóng vào Duy Minh. Văn Đông. Cuối cùng thì các chàng trai Đại Huế đã vươn lên dẫn trước. Một pha phối hợp tấn công tuyệt vời. Có thể có được bàn thắng quân mình tỷ số thì là anh lại chưa tập trung thành công. Cơ hội dành cho Duy Minh. Và tỷ số không vẫn không vào. Ngọc Sơn, Quang Hợp. Vâng, và trượt chân tai hại rồi. Văn Đông quá sớm để dứt điểm. Và đến từ vị trí của Ngọc Sơn. Quốc Việt, Mechula. Bên phía hành lang cánh phải, hầu vậy bên phía hành lang cánh phải đó chính là Nhật Hoàng. Và bứt tốc tốt, không, bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Là những đường lên bóng của các chàng trai FPT Polytechnic. Vâng, tiếp tục lại là Quang Hợp. Ngọc Sơn, Quốc Việt, Mechula rất bình tĩnh. Rồi Phùng Tuấn Anh, một đường chuyền dài của Tuấn Anh nhưng đã bị cắt bởi Quốc Việt. Cơ hội vẫn còn. Đây rồi, Văn Đông. Vâng, các bạn có thể thấy được rằng là rất đáng tiếc dành cho, và hai chiếc thẻ vàng, chiếc thẻ đỏ đầu tiên ở trong buổi chiều ngày hôm nay đã dành cho số 16 Trần Minh Huy. Cũng đã phạt góc của Nhật Hoàng. Đánh đầu vào, không được. Vâng, Petty rồi. Một tình huống mà các chàng trai bên phía của FPT Polytechnic đã để cho tay chạm vào bóng trong tình huống mà Văn Pháp đã đánh đầu vào để làm tường. Vâng, Quang Hợp và Quang Minh. Một pha đá bóng ở bên phía góc phải của Quang Hợp. Chung kết được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đó thì ông Văn Tâm đã nổi còi kết thúc 80 phút thi đấu chính thức.